hate you, retreat. Don't carry the world, support your shoulder. Na 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 na. Hate you, don't let her down. You have found her. And get her. The minute you let her into your kind, then you can start to make it better. Better, better, better. Bây giờ mình sẽ bắt đầu với 70.000 ha. 70 là con số may mắn đi. Rồi 70.000. Thế thì mình chỉ cần quay một, quay 5 con thôi, 2 con còn lại mình sẽ đi mua trong cái shop. Ok chưa? À, vô coi lịch sử đã. 1. À, chưa có hiểu gì hết, coi như 10 lần đi. Vô. Ui, thằng 2 luôn, chúc mừng Kiệt Nguyễn nha. Oh, giống như kỳ trước. Kỳ trước mình cũng quay vậy nè. Ra vàng sớm. Vessel là game dễ rồi. Ôi my god, game dễ. Chấm 50.000 xong luôn quá. Lụm hàng. BT coi như không có em. Mới ra Vinh Linh. Coi như không có BT gì hết trơn á. Mà thường mấy hàng này cũng đâu có để dành BT, chứ quay ra là ngưng thôi chứ đâu có BT gì. Hồi đó bữa lần trước là mình quay gì Vinh Linh, hôm nay mới quay lại nè. Bảo trì, vô được rồi, vô trước tiếng. Rồi bắt đầu, một con đúng không? Nhớ nhà để chút lộn ạ. À. Lố chết luôn ạ. À. 20. Mình bắt đầu với 70k nha. 70k nguyên thạch. 30. Ồ, tưởng đồ vàng chứ. Sao hơi nhiều thế? Ba, 40. Ồ, 50 lần. Cũng sớm. Chấp nhận. Ăn. Ồ, 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 ăn luôn. 50 lần, nãy 10 lần ra đúng không, là 50 lần ra. Ngon, húp. Phen này bú đẫm nha. Ồ, nãy giờ thấy Hải 20 lần ra luôn. Vậy là hôm nay anh thấy là dễ ăn hơn. Cái vụ Vinh Linh, bởi hôm Vinh Linh quay chua lắm. Nãy giờ thấy mọi người khoe quá trời. Tức là mình cũng lấy cái thông tin đó làm thống kê luôn ha. Hai con này. Ơi, Double. Double 5 sao. Wow. Wow. Đẫm. Trời ơi, nó double. Lại. Có bảo hiểm luôn. Ờ đó là. Hai mươi. À, chúc mừng, not good for me nha. Nãy giờ mọi người trúng quá trời luôn. 30. Vậy là kèo này dễ ăn hơn kèo Vinh Linh. Bốn mươi. Tưởng đầu gà chưa hết hộp. Năm mươi rồi, tới bảo hiểm rồi. Sáu mươi. À, cái cổng thần này chắc nó cho mọi người ai cũng có một con này, bởi nó dễ. 70 rồi, 80 rồi. Ba này tới bảo hiểm luôn.
Yên Si. Ồ, ba con đúng không? Vậy bốn con bắt đầu mình ngưng lại, mình đi kiểm tra. Dễ ra. Ồ. Bà lại đi đâu mới? Oh, 30 đó. Phép hết lính rồi. 40. Năm mươi thôi. Mình phải làm trò được. Làm trò con mèo. Ba nhát đi. Trời ơi, màu xanh mà làm dư. Cái đồ vàng. Rồi, quay trở lại quốc 10 nè. Vàng nè. Oh, làm trò mèo xong vô, dính liền. Oh, trời. Easy vậy? Tại sao không có lệch dưới chân trời? Mấy cục rồi. Mang đi mua để điêu dư chết à. 4 con này, mua 2 con là 6 con. Nãy giờ là gần như không có fail cái nào. Mình thuê thêm một con nữa mới đủ. Đây Yên Si. Ôi, ăn. Mấy game này được cái vụ mua cung mạnh á, quay cũng khá là khỏe, nhàn. Rồi phát cuối cùng. Vin. Suit. Ôi, thử đâu đỏ vàng lên chứ, một lần. Hai lần. Em 70 lần là trời, nãy giờ mấy ông kia than trúng không à. Hùng sao xui quá vậy Hùng? Sao Hùng xui dữ vậy? Người ta trúng mà người ta còn nổ đôi. Khoe rần trời trên kênh chat. Hùng 70 lần là luôn. Số phận bị đắt. Anh quên đếm mà, nhưng mà cũng gần tới bảo hiểm rồi đó. Ai cũng nộ, chỉ một người không nộ là bé Hùng ngơ ngẩn đứng làm thơ. Sao đây? Game là dễ luôn rồi, wow vũ khí luôn. Oh, game là dễ, my god. Không có lệch hết nè. Nếu mà có một cái lệch là cái double á. Nãy mình lệch một cái, nãy mình ra một cái cái double. Nhưng mà cái double nó thú vị chỗ này nè. Rồi full này. Là nó ra con Yên Si trước rồi sau đó mới cái Katero, dẫn tới là nó ăn luôn cho mình cái bảo hiểm. Chứ nếu mà nó xoay ngược lại, giả sử như nó ra Katero trước rồi sau đó mới tới Yên Si thì mình cũng đâu được có bao hiểm. Oh my god. Đây nè. Nguyên nó có lưu vậy ta?
chưa có luôn. Ok. Cái lúc mà double của mình á, nó ra trước con Jinxi, sau đó ra Cautaro, thế là mình coi như là pha đó không có lệnh luôn. Bảo hiểm cho mình cái sau luôn. No lệch phát nào. Nói chung đây là lời của lịch sử luôn rồi đó, giờ mới quay được kiểu này luôn á. Trước giờ quay quay chứ cũng có lệch, nhưng mà pha này coi như là không có lệch. Không có lệch nhắc nào cả. Nãy giờ mình xài bao nhiêu rồi? Bắt đầu là mình 70 ngàn ha. Anh bắt đầu là 70 ngàn nguyên thạch. Nãy giờ là xài 40 ngàn, 43 ngàn, 42 ngàn mấy, mình lập trọng 43 ngàn, 43 ngàn để có một Jinxi C6. Ok chưa? Rồi bây giờ qua vũ khí luôn ha.